Ra Tết đến nay, cơ sở sản xuất đồ gỗ Yên Kiều tại cụm công nghiệp Thái Yên, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ đã có 6 đơn đặt hàng ở trong và ngoại tỉnh với giá trị gần 200 triệu đồng. Vì vậy, cơ sở đang tập trung hoàn thành các đơn hàng để kịp bàn giao. Bên cạnh đó, cơ sở cũng tiến hành nhập thêm các nguyên vật liệu để sản xuất các mặt hàng mới cung cấp vào thị trường. Xưởng của tôi là làm năm vừa rồi cũng một năm nhộn nhịp, hàng đặt cũng nhiều từ Sài Gòn này đến là Đà Nẵng, Hà Nội cũng có một số ít, nhưng mà đã là chở vào miền trong như là Quảng Bình cũng đã ủng hộ. Thứ hai nữa là đầu năm nay cũng có một số đơn hàng đã đặt rồi, nhưng mà đừng gom hàng và chuẩn bị gỗ cho công nhân trong làng nghề để làm. Và chúng tôi sẽ làm khoảng tầm là gần 200 bộ và giường, tủ, bàn ghế salon và bàn thờ để cung ứng cho mặt hàng tiếp theo của năm. Còn tại làng nghề sản xuất nước mắm truyền thống ở xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, không khí sản xuất khá nhộn nhịp khẩn trương. Từ đầu năm đến nay, ngư dân địa phương được mùa cá cơm, nên các cơ sở sản xuất nước mắm đã tập trung thu mua sản xuất nguồn hàng cho vụ mới. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, nhiều cơ sở tại làng nghề đã đầu tư thêm máy móc thiết bị hiện đại, mở rộng quy mô sản xuất. Chúng tôi đã thu mua gần hơn 100 tấn cá trong tháng 1 âm lịch năm nay là để mỗi cá làm nước mắm, và đặc biệt là cá là rất đảm bảo về chất lượng cũng như quy trình sản xuất là luôn đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm. Và chúng tôi đã tăng số lượng chúng sanh lên gấp đôi, cũng như xây dựng bể chứa hệ thống năng lượng mặt trời nấu đào nước mắm. Chúng tôi đã nhận một số đơn hàng cũng như thị trường ở Angola và một số thành phố như ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt là chúng tôi đang làm hợp đồng để vào các chuỗi siêu thị lớn trong nước. Để đồng hành với các làng nghề truyền thống, các địa phương đã ban hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ người dân yên tâm sản xuất. Cùng với đó là triển khai các giải pháp để xây dựng quảng bá thương hiệu, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm truyền thống phát triển bền vững. Các cái chính sách, các cái chủ trương là xã đặc biệt quan tâm và hỗ trợ đầy đủ về như là các cái thủ tục hành chính này, rồi là quảng bá sản phẩm các thị trường, không chỉ là thị trường trong nước mà là ra thị trường quốc tế. Và kết nối ngoài kết nối thì còn kêu gọi sự hỗ trợ của doanh nghiệp và đặc biệt cùng liên kết với thị xã, chỉ đạo của thị xã thì là các cái sản phẩm nước mắm là được đưa đến các cái nhà hàng, khách sạn để trình bày sản phẩm. Hà Tĩnh hiện có 6 làng nghề và 13 làng nghề truyền thống đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận. Với những đơn hàng mới từ đầu năm, đây là tín hiệu tích cực để các làng nghề truyền thống trên địa bàn tiếp tục phát triển.